Rồi, hello, xin chào anh em nha. Em là Chim Cảnh Thế Hào anh chị. Thì có anh em hỏi địa chỉ cửa hàng ở đâu á mọi người. Đó là cái cầu Quá An nha anh em. Ở đây là công ty cao su màu nè. Cái tiệm bản hớt tóc lợi xíu là công ty cao su màu nha. Thì anh em cứ chạy đến cầu Quá An đi, anh em chạy hướng đường về Tân Vạn á. Mọi người ha, em nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa nè. Thì anh em cứ hỏi người ta công ty cao su màu đâu địa chỉ cho, là tiệm em kế bên cả nhà nha. Rồi ok anh em, hôm nay là thứ bảy nha. Hôm nay thứ bảy anh chị. Thứ bảy ngày 16 tháng 3 anh em nha. Thứ bảy ngày 16 tháng 3 thì nói chung là em Hào cũng có vô một số chim. Cũng có vô một số chim đó mọi người. Có vô một số chim. Thì em Hào quảng cáo sơ, anh em mình gọi nào gọi giùm em Hào nha. Rồi em Hào xin giới thiệu với anh em luôn. Đây là ngũ sắc Đà Lạt anh em. Chỗ này miếng sâu nè mấy đứa ơi. Đây là con ngũ sắc Đà Lạt nha quý vị. À. Thì con ngũ sắc Đà Lạt nó khác với con ngũ sắc Bắc nha anh em. Con ngũ sắc Bắc, ngũ sắc Trung Quốc nha. Anh em có đầu trên đầu nó có chấp vàng rất là đẹp mọi người ha. Rất là đẹp nha. Cái loại này bán rất là chạy luôn chị, vì số lượng nó không có nhiều cả nhà. Anh em mà có chơi thì liên hệ giùm em Hào nha. Thì con trống em Hào bán 300, con mái em Hào bán 200 ngàn nha anh chị. Con mái em Hào bán giá 200 ngàn nha. Anh chị nào ưng thì bắt giùm em. Có vài cặp thôi chứ không có nhiều đâu cả nhà ơi. Rồi. Tiếp là cả nhà ha. Em Hào có giàu Yến Phụng Việt Nam anh em, Yến Phụng Việt Nam nè. Hàng này là chưa qua sinh sản nha anh chị ha. Anh em mình đem về anh em mình nuôi sau này nó sinh sản anh chị. Thì một cặp như thế này nó ăn kê cả nhà, ăn kê ăn lúa rồi nè. Một cặp như thế này em Hào bán ra với giá là 250 một cặp nha quý vị. 250 một cặp nha. Đó, thì anh nếu mà anh em bắt lẻ thì 150 một con nha anh em, 150 một con nha. Đó cả nhà ha. Có màu trắng quá trời màu luôn, đây là màu xanh nữa nè quý vị. Rất là đẹp nha. Đó thì 250 một cặp, còn mua lẻ thì 150 một con nha cả nhà ơi. Rồi. Ok cả nhà ha. Rồi tiếp nữa mọi người, em Hào còn chim nhiều lắm. Em sẽ dắt anh em đi coi chim mới vô trước đi ha. Rồi. Chim nhiều lắm. Mấy hôm nay em làm biến lên video à. Rồi, em Hào có vô chim chi chi mọi người. Đây chi chi màu đây quý vị. Chim chi 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 màu nha anh em. Chi chi màu nha, cái con này á anh em nuôi rồi căng lửa, căng lên là nó về bữa nó tỉnh lên cái mồng đẹp lắm nha. Rồi ok anh em nha. Đó chi chi màu nha quý vị. Đó chi chi màu nha. Chi chi màu này em Hào bán với giá là 400 ngàn một con nha. Đây có con mái nè, con mái có ngực có lọt hơn cả nha, con trống ngực có đèn thì lùi ha. Rồi 400 mái 200 anh em nào chơi xuống sát giùm em nha. Rồi ốc bên ngực lửa luôn, hôm bữa 4 con còn 2 con anh em chơi gọi liền, ăn chuối cứng ngắt nha anh em ơi. Ông bít ngực lửa nghe, con này nuôi dễ thương lắm. Con này nó giọng nó to hơn bít đỏ luôn á nha anh em, mà màu sắc nó càng nuôi màu nó càng đẹp nha. Rồi anh em nào chơi gọi em Hào nha. Đó. 250 một con nghe, ông bít đỏ nè. Đây là ông bít đỏ nha, cái đất cái giật cái ghét ghê không nha. Ông bít đỏ em còn hàng nha anh chị, ông bít đỏ em còn hàng nè mọi người ơi. Ông bít đỏ da beo nha. Da beo không à, 200 con cả nhà ơi. 200 ngàn một con nha quý vị ơi. Hôm nay cuối tuần rồi, lên cái video này nữa là mình nghỉ mình đi nhậu nghe mấy anh ơi. Rồi, hết việc rồi. Em quậy nguyên một tuần rồi. Đây là tí ô, em Hào vẫn còn hàng luôn. Tí ô cắm hạt nha. Khỏe không, nhảy ầm ầm hết rồi mấy anh ơi. Con này là tí ô chiền nè, 500 nha. Tí ô bỏi 400. Đó. Đúng giá bắt anh em ơi. Là có 100 ngàn bạc con đó mọi người. Đó. Rớt một con là lỗ luôn. Rồi. Hồng đen em vẫn còn hàng luôn quý vị. Đây là hút mặt hồng đen nè, 350 một con nha. 350 một con anh em ủng hộ nghe, 350 nha. Đó hồng đen ha. Rồi. Mà chim nhiều lắm. Chè lửa em còn 22 con 150 anh em ơi. Đó, anh em nào gần tiệm mua bắt đi ha. Rồi, đây, con nữa nè. Con này chỉ bán 190 thôi. Lửa 190 em cũng tạm hết rồi. Nói chung là tạm hết. Còn hàng 18 thôi, anh em nào chơi 18 liên hệ em. 18 nha, đuôi 18cm dài lắm anh chị. Đó, 400 một con thâu. Ôi, cái đuôi nó dài thiệt luôn nè, 400 một con thâu nha anh em ơi. Rồi, chốt giùm em. Nè. 18.9 nè, đuôi tôm luôn. 5 lớp anh em ơi, chốt nha. Đây 18 bình thường 400. Đó. 18 nha anh em, hàng đuôi dài á. Chạy đắt em còn luôn. Thằng ở thấy ghét không? Đưa cái đầu qua ngóng thấy ghét không? Chạy đắt nha. 120 con, đất này đất bỏ nha mấy anh chị. Chú ý nha, để không biết rồi cái tưởng đất con nè. Đất con em bán 250. Rồi, hôm nay em hạ thêm một em quên em có con khú hót nha. Đây em có khú bông khú bạc anh chị, thì tình hình rồi em mới thấy con này hót nè.
có ra giọng đồ rồi. Anh em chơi bói mèo 1.600.000 nha, khú lỡ nha anh em, khá là dạng thấy không? À, 1.600.000 nha anh em. Nói chung em vẫn có bảo hành dây đàng hết, đàng hoàng hết nha, không được cắt dây nha. Về hót cái răng cái không cần trả nữa, cắt dây nha. Củ 6 anh em rồi chơi gọi em một con duy nhất. Mấy con này để khi nào nó ra hót giọng hót đi em báo sau. Rồi thanh lam nè, thanh lam hôm nay em hạ xuống cái giá cực kỳ đẹp trai cho anh em mình chơi luôn. Thanh lam chuyền anh em. Đó, em để cái lồng này nó ngắn quá, nó đâm ra nhiều con nó gãi gãi mấy cọng lông đuôi rồi. Thôi em hạ đồng giá đi, 350 một con cho hết hàng rồi em hồi nhập đồ mới nha. Đó, 350 một con nha. Chim mái nè, hơi hơi xước cái mỏ nè. Đó, 100.000 luôn. Anh em nào chơi gọi em hào luôn ha. Rồi. Đó, mọi người ha, em có con chà hang này nè. Chà hang này nè anh em. Đi gió cực kỳ xuyên miệng nha. Anh em nào chơi con chà hang này bắt giùm em. 300.000 nha anh em, 300.000 nha. Rồi, 300.000 mọi người. Đây, em có thêm con chà hang mà lông đuôi nó hơi gãi tí xíu nữa anh chị. Nè. Mùa này nó muốn thay lông à. Rồi chi con này 150 nè anh em nào chơi gọi em em. Còn mấy ông này thì 190. Đó, hang bình thường 190 nha anh em. Nhảy hang mà hang là dòng chim mà khá là nhát anh em, dân chơi là biết rồi. Nó 190 bởi em dùng mà 5-60 con gì đó mà bán hết rồi, còn vài con thôi đó. Anh chị nào chơi gọi em hào nha. Rồi tiếp luôn chị ha, để coi gì hành lý được hành lý luôn. Đây có con tiểu mi máy nè anh em nào chơi gọi em mi máy nè. À, mi máy nha, mi máy nha. Anh em chơi gọi em hào nha, 200.000 một con ha. À, đây chốt sổ luôn mọi người, tiểu hang ha, 250 con. Rồi mở rộng hung luôn, trời nó nhảy cái nó xước mọt rồi, con chóng nó nhảy cái nó xước cái mặt rồi, hơi xấu nha, hơi thôi chứ họ cái này nói chung là về cũng lành thôi. Rồi 200.000 luôn con máy nè, này con máy. Con máy thì 300.000 anh em ha. Anh em bán cặp 500 đi. Em bán giá vốn luôn rồi. Đây. Con tiểu lỗ này rất là đẹp mọi người ơi. Em nuôi lâu rồi đó. Anh em nào về nuôi ha. 350 anh em. Rồi, à, tiểu mi mọi người. Tiểu mi trống em vẫn còn luôn nha. Tiểu mi trống luôn đây. Em còn tiểu mi trống luôn nè, em quên quay mọi người ơi. Em còn tiểu mi trống luôn đi. Em học còn tiểu mi trống luôn nè. Nè, tiểu mi trống nè. 300.000 một con bao trống. À, đã không? Còn được hình như 2 trống thôi, nè 300 nè. Giá 400 chứ bán 300 luôn. À. Rồi, còn được cặp green nữa nè, mới vô cặp green nè. Anh em nào chơi bắt cặp green 500.000 nha. À, cặp green 500 anh em ha. Đó. Rồi. À, chim ngoài này nữa anh chị. Trời ơi chim còn nhiều lắm. Đây hành tướng Việt Nam. Nè, hành tướng Việt Nam nè. Em hạ cái giá một cái anh em qua bắt liền, đem về chơi. Hạ giá cái bữa nay thôi nha, ngày chủ nhật anh em qua bắt về anh em lựa về chơi nha. Hành tướng Trung Quốc đây em còn rất lộn, hành tướng Việt Nam nha, tướng Việt Nam em hào còn nè. Đó, em hào hạ luôn anh em nha, chim đẹp đẹp không à, hạ đồng giá 300.000 một con cả nhà ha. Quả tiễn 200, này là quả tiễn nha anh em, quả tiễn nè, quả tiễn nha anh chị. Đó, quả tiễn nha, quả tiễn 200 nha, còn hai quả tiễn, quả tiễn không có giá anh chị. Hạ giá hành tướng thôi. Đó, hành tướng ấy nên hạ giá hành tướng thôi cả nhà nha, hành tướng nè. Đó, 300.000 con anh em qua lựa thoải mái luôn nha. Rồi em bán bữa giờ 400 không anh mọi người, nó bán 300.000 thôi. Còn gà ngày hôm qua em thanh lý đi hết rồi, anh em mua hết rồi, nên là khỏi quảng cáo ha. Rồi thanh tướng Trung Quốc luôn, Trung Quốc chuyền nè anh em. Trung Quốc nha, Trung Quốc nè anh em, đẹp nè, 500.000 một con thôi anh em ha. Trung Quốc nha, Trung Quốc còn 3 con nè. Này nay nó hết mùa rồi đó mọi người, có mua sớm nha, để hết luôn á, hết thiệt á nha anh chị. Rồi chim hồng tướng luôn, đẹp không? Đây hồng tước đây nè, hồng tước nha mọi người. À, trống 400, máy 300, rồi con máy màu vàng nha, trống màu đỏ nè. À, cái này là hàng em quay tượng trưng thôi, chứ còn em còn số trong kia lông đẹp lắm, chứ không phải thiếu lông đuôi như vậy đâu. Trong đây nè, hồng tước trong đây là nhiều lắm. À, anh em mà có qua lụm thì lụm ha. À, hồng tước trống rồi nước chì gì. À, trống 400 nha, trống đỏ nè, trống 400 anh em, máy nè. Máy 300, đó, anh em bắt giờ anh em thả AOV lại mình làm nha. Nhưng mà cái này về là từ từ thả AOV nha, nuôi đồng nhỏ xíu giùm em. Đó. Rồi, với lại em có con quả mi luôn, hành lý con quả mi thuộc luôn. Thì con quả mi này anh chị, chim mới nuôi một mùa thôi, nhưng mà nó lên dãy nhiều quá. Đó. Thì khách chỉ em mới biết, đó, bữa em nhận vô, nay bữa em kêu 2 triệu, khách trả 1.8 triệu không chịu bán. Hôm nay thì nó tình hình là em thấy cái chân nó hơi dở lên, là lý do là cái dãy chân của nó dày anh chị. Về nhà anh em lột dãy làm em nha. Con mi thuộc nha, hót ra giọng trống rồi, khỏi có lo vấn đề đó đi. Đó, tướng tá lực lưỡng luôn, đẹp chim lắm. Có cái con chim không có bán lòng nha, chim không có bán lòng mọi người, em đang kêu 2 triệu nè.
em hạ giá luôn, 1,5 triệu nha, thu hồi vốn. Anh chị nào chơi gọi em. Nhưng mà cái giải nó nhiều anh chị, lâu lâu đứng em thấy nó cũng hơi dở cái giò lên nha. Nhưng mà nó mình lỡ gần thì nó nhảy bình thường. Coi bên đó đi, anh hỏi em nói nha, em đang quay phim nè. Rồi anh em ha, 1,5 triệu nha. Anh hỏi gì công ơi? Rồi, tiếp luôn mọi người, Sơn Ca em còn 3 con nha. Sơn Ca Gia Lai anh em ơi, Sơn Ca bổi nha. Này bao trống là anh em có 200 ngàn một con thôi. Đó, tuy là lông nó xám xám, mình nhìn nó như con xe xẻ, nhưng mà giọng hót của nó là đỉnh cao anh chị ha. Nói chung là nghe là say đắm lông người liền anh chị. Đó. Còn chạy lửa nè, chạy lửa em có hàng 19 anh chị, 19, 20 rồi đầy đủ hết. Đó, 700 ngàn, 800 là lửa 19 nha. Còn 1,3 triệu, 1,4 triệu là lửa 20 anh chị ha, lửa đuôi dài đây. Rất là nhiều luôn. Anh em mình có quan tâm thì ghé bên em Hào nha. Còn cái này là cũng là 19 sô le nhiều quá trời quá đất đây nè. Đó, 500, 600 gì tầm lum hết ở nhà ha. Nói chung là chim nhiều lắm quý vị ơi. Đó, anh em nào chơi gọi nè. Đó. Đó. Đó, lửa 20 rồi ha. Anh chị có chơi qua alo em. Rồi. Em có một con 18 nè. Đó, con 18 này hot rồi nha. Ra sổ rộng trộm ở đây ngon lành rồi. Anh em về lên lòng mà chơi thôi. Em bán con này 450 thôi. Anh chị nào chơi alo em Hào ha, 450 nha. Rồi. Dưới đây nữa. Đây em còn con mã đà nữa nè, em rộng từ bữa giờ em quên mất tiêu. Đây có con mã đà đuôi 17.8 nè anh em, 600 ngàn nè. Đó, lượng mã đà nha, 17.8 nha. Đó. Rồi, chốt sổ em nha, 600 anh em. Đây ha. Rồi. Quá trời chim luôn, quảng cáo giờ tới chiều luôn. Đây. Chạy đất anh em. Chạy đất nữa nè. Đó, chạy đất con nha. 250 một con em. Còn mấy thằng mà xám xám này là chim ca Sơn Ca con nè, còn hai con Sơn Ca con anh em. Đó, Sơn Ca con là 350 một con nha. Chạy đất có tắm mà đổ nước vô tắm đã không? Hôm nay em nuôi nó lớn, lúc em nuôi lúc con nằm ổ tới giờ đó, mọi người, chứ không phải là chim mới bắt mới đem về đâu nha. Bữa vô mấy chục con mà năm hình như là 50 á mà em bán hết rồi, giờ còn mấy em này nè. Đó. Bán giảm giá cho anh em 250 thôi chứ không đủ công mà đúc luôn á mọi người. Sóc non bán hết chưa? Sóc non, sóc non, sóc con còn con nè mọi người. Nè, sóc con là sóc đất bao bì nha. Con đực phải không? Con đực nè anh em. Thấy thương không? Anh em nào chơi sóc gọi giùm em liền nha. Gọi giùm mấy hầu liền sóc. Rồi, tiếp nữa nè. Hạ giá luôn, bán hết luôn nè anh em. Đây. Thấy thương không? Đó, đây là hổng đen con nha anh em, hổng đen con nha. Đó, ở nguồn Gia Lai họ bỏ giá cao quá, giờ mình bán cao bán không được anh em ơi. Bán bữa 500 ngàn đó. Đó, hôm nay nuôi lớn luôn rồi mà bán chậm quá thôi, em hạ 350 thu hồi vốn nha. 350 một con nè, anh em nào chơi gọi em Hào. Đây là hổng đen con nha anh em, hai con này tỷ lệ trống rất là cao, đầu và bá luôn nè. Đó, còn con này nó nhỏ quá, con trong nhỏ quá, anh em bắt hai con bự đi, 350 một con nha. Rồi gà gừng con luôn, gà gừng con, gà gừng gặt nha anh em. Đòi ăn tối ngày nè, trời ơi. Gà gừng gặt nha. Cái này là 300 ngàn một con nha anh chị. Cái này em bán cũng cao hơn những vùng khác nha anh chị ha. Đây, em nhập về em cũng giá bằng giá lẻ trên kia. Em bán 300 một con nè. Rồi tiếp luôn. À, con sáu nâu non nè, em còn được 3 con. Anh em nào chơi gọi em dịch đòi ăn dữ lắm. Sáu nâu non nha, sáu nâu non 230 một con anh chị. 23 một con ha. Rồi sáu nâu non nha. Rồi. Tiếp luôn mọi người. Gõ kiến đầu nhiều con nè, 250 một con anh em ơi. À, 250 một con nha. Đó kiến đầu con em vẫn còn đang đúc ha. Đó, rất là đẹp luôn quý vị. Rồi, chùm mày lại nè con. Vô cưng. Đó. 250. Ok anh em ha. Nè, hót, năm màu bụng trắng hót sùm luôn mọi người. Đẹp không? Năm màu bụng trắng nè anh em nào chơi gọi 200 một con nha. Rồi. Đà Lạt kiền luôn. Đà Lạt kiền con này nó gãi gãi lông đuôi nè. Em bán cho anh em 300 ngàn cắm hạt nha. 7 màu đây anh em. 7 màu bổi nè, 350 nha, 7 màu bổi 350 hot hết rồi mọi người. Sát pháo đây, sát pháo em còn hàng luôn. Sát pháo là 300 ha. À, 5 màu bụng trắng nè, nè 5 màu bụng vàng chiền nè. Nó màu vàng chiền nè anh em. 5 màu bụng vàng chiền 200 luôn ha, có chiền có bổi luôn nha. Rồi à, còn đủ nguyên chiền luôn, đủ nguyên chiền 200 luôn em. À, nè. Đà Lạt chiền nha, con này đẹp nè, nguyên vẹn nha, 500 ngàn một con nha. Đầu bạc cũng vàng chiền nha anh em, 11 đuôi dài đẹp lắm á. Đuôi dài khiến tay ngon nha. Nè, 5 màu chiền đẹp lắm mọi người, 200 ngàn một con thôi ha. Đó. 5 màu bạc, 5 màu vàng bổi nè. Đó, hông này cũng trắng nha. Rồi,
nó nhiều loại lắm. Nói chung em làm chuyên nghiệp, em nhìn em biết con nào trắng con nào vàng hết rồi, anh em cứ đặt hàng thoải mái. Đây anh chị, con 7 màu chì này em nuôi hơn nửa tháng rồi đó, hót lại như con này hót dữ nè. Nói chung là con nào cũng hót, lại nhảy ngon lắm. Anh em nào chơi gọi em 3 nữa ngon nè. Sắc pháo nè, sắc pháo này cũng hơn cần lưỡi rồi, hót ầm ầm hết rồi nè. Sắc pháo chiền nha, có sắc pháo chiền luôn đó. Sắc pháo chiền là 300 một con ha. Anh em có con 7 màu máy nè, anh em 7 màu máy nè, 7 màu máy mép vàng nha. Anh em nào chơi gọi em 200.000 nha. Quảng cáo cái nữa rồi mai anh em qua lựa chim nha. Rồi hai tước mình hạ xuống 350 một con nha, ơi 300 một con nha, nguyên một đống hai tước trong đó luôn, hạ hết nha. Rồi đó, 7 màu chì, 5 màu chì nhiều quá trời luôn nè anh em, được không? Đó, rồi tiếp nữa nè, quạt lên em ơi, đó vàng gừng hồng nha, 300.000 một bé. Cái mỗi lần em đi ngang là nó đòi ăn dữ lắm mọi người. Cái loại này nó cực kỳ là quấn chủ nha, nó thông minh lắm mọi người. Nuôi sau này là biết đó, dạy nói là ngon luôn á. Mấy anh muốn dạy nói hay mấy anh muốn làm gì thì làm nha, đừng có treo lên đầu giường nha, tối ghen nó nghe đó, nó bắt chước là chết luôn nha. Rồi đó, cỡ này nha, đồng giá 300.000 con nha, 300.000 nha. Nhìn xuống với mày đòi ăn quá đó, dính xuống rồi gỗ, trời ơi chết thiệt. 300.000 một con đó, em còn chục nha đó, đã không mức được. Cái loại này 350 nè anh em, lông nó hơi nhiều xíu ha, nó cũng còn sinh năng dữ lắm. Anh em mà muốn khỏe khỏe anh em mắc loại này 300 nè, 3.000 nha nè. Qua đây con nói chung là mình nè kêu chó nữa, giờ anh em đặt tên nó nha, đặt tên nó đi mọi người đó, nói giờ đặt tên nó bắt. Cái này là 350 nha anh em, loại này 350 ha, nói chung cũng tùy loại thôi ha. Đó, hàng này khỏe lắm mọi người, em này nó loại này cả bắp được luôn nè, cả bắp nát bấy luôn nè. Loại này là 400 đây anh em, 400.000 nè, nó vẫn sinh ăn luôn em, này nuôi khỏe nè. Anh nào hết nhỏ thì bắt nhỏ, hết lớn thì bắt lớn nha, tùy theo cái tài chính của mình thôi, đẹp không? Rồi ok nha, tắt video nha. Rồi